nói xin phép nhà em cưới thì nhà em mới nói là thôi một năm nữa rồi hẳn cưới, thì cái dính bầu mất tiêu. Đi qua nói cái 2-3 ngày sau cưới luôn. Thôi đó là trời, còn có một tháng à. Nhà ba mẹ em khóc quá trời luôn. Em nói trời ơi con gái ngứa gì vậy, mất mặt quá đi, trời nhà em người Huế nữa, nên nghe cái đó là mẹ em té ngửa luôn, ba em viết tâm thư cho em tùm lum hết trơn. Chào hai em. Dạ. Hình em... như là ảnh không phải người Việt đúng không? Dạ. Giờ em là người Hàn Quốc. Em nói tiếng Việt rành như vậy là chắc là em ở Việt Nam nhiều năm rồi đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Việt Nam từ năm 6 tuổi. Qua 26 năm rồi. Anh bị Việt Nam hóa rồi. Sinh sống và làm việc ở Việt Nam luôn. Dạ em sinh sống ở Việt Nam cùng với vợ em và cùng với gia đình, có mẹ và có cả gia đình chị ở Việt Nam nữa. Mê Việt Nam lắm hay sao ở Việt Nam? Riêng em thì thấy là ở Việt Nam thích hơn là ở Hàn Quốc ạ. Hôm nay em đến đây quay chương trình Vợ Chồng Son thì có người nhà đi theo cùng không? Dạ có mẹ với chị. Dạ xin chào. Xin chào. Hạnh rất hân hạnh. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Ni, công việc hiện tại của em là phun xăm thẩm mỹ. Dạ em năm nay 30 rồi. Rồi còn em? Dạ em chào hai anh chị, em là Kang Yubin. Dạ năm nay là 31 tuổi và em thì là hiện tại đang làm việc tại một cái công ty tập đoàn của Hàn Quốc. Dạ. Rồi bây giờ kể cho chương trình biết đi, cái tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Dạ anh này là bạn thân của anh người yêu của em. Một lần nó ổng dắt cái ông này ra, cái em nhìn thấy em nói chết rồi, cái đối tượng của tôi là nằm ở đây không phải là cái anh kia rồi. Em về cái em suốt ngày em tơ tưởng theo ông này, cái em mới nói với ông kia là đi đâu cũng dẫn cha này theo đi. Cái ông kia cũng tưởng thiệt, cái đâu cũng dẫn theo hết. Cái có một lần là hả anh hẹn với em đi chơi hai người nhưng mà không lên đón em được, cử đại diện anh này đi, anh này đi với em là đi từ bữa đó luôn. Nhưng mà lúc đó là em bao nhiêu tuổi rồi Ni? Dạ lúc đó còn nhỏ, em mới học lớp 10. Em nghĩ là em lúc đó là rất là ngây thơ, không có biết gì hết. Có bạn rủ đi thì đi chơi cùng, sau đó thì tự nhiên hai người nó thân nhau hơn, có một cái tình cảm đặc biệt hơn so với lại những người bạn khác. Đâu Ni kể đi Ni, cái cảm giác của em lúc là thời điểm đó em phải xoay sở như thế nào để mà cái người kia hiểu được mình? Thì như em không quan tâm tới cảm xúc của bạn trai em nhiều, em chỉ quan tâm tới cảm xúc của ông chồng em thôi. Em chỉ thấy là anh này em bắt đầu anh bật đèn xanh cho mình rồi tự nhiên lên đón em, cái rủ em đi coi phim để em sướng mà. Em sướng lắm luôn á, vô trong rạp phim tự nhiên nắm tay em nói trời ơi, chính dính rồi, vậy là dính rồi, về là chia tay ông kia gấp để quay qua ông này. Trời ơi. Vậy hả? Tại vì là thời gian mà Ni quen bạn em thì mới chỉ tầm 1 tháng 2 tháng. Nên bạn cũng nói là không có để ý đến cái vấn đề đó nhiều. Dạ lúc đó mới cũng... lớp 10 là tình yêu nó cũng trẻ con. Đúng lắm. Rồi con nít mà. Hai em là quen nhau bao lâu mới cưới? Dạ tầm 8 năm. Lúc đó em chắc em cũng ghiền phim Hàn Quốc hay sao, hay là như nào mà tại sao lại bạn này mà gặp cái là em thấy đó là mẫu người của em liền? Hồi em cũng thích phim Hàn Quốc mà ông này hồi đó ông đẹp trai rồi nhỏ xíu mà đã được chạy xe máy mà chạy mô tô nữa. Trời ơi mà em thấy là đối xử với mấy bạn nữ khác là rất là dễ thương. Em thích lắm, mê quá trời luôn. Em học trường ở quận 3 Marie Curie, ông này ở Tân Bình, ở xa em, hot lắm. Từ trường em ai cũng biết ở bên trường đó có anh này hết, anh này là hot boy bên đó luôn. Còn em lớp mấy? Lớp 10 luôn ạ. Tại vì là em đến Việt Nam lúc 6 tuổi và học một năm tiếng Việt xong rồi vào trễ. Thực sự cái tình yêu mà nó nảy nở theo kiểu giống như là nam nữ mà trưởng thành á là bao nhiêu năm sau? Dạ tốt nghiệp xong rồi mới thấy nghiêm túc hơn. Trưởng thành rồi, lúc đó trưởng thành rồi. Có thể cho phép tất cả mọi thứ rồi đó. Thì hai đứa lần đầu tiên là ở đâu? Dạ lần đầu tiên là tụi em đi du lịch, gia đình nhà chồng em á, chị với mẹ em dắt đi theo, một 4 người ở chung vậy để kiểm tra luôn kiểm tra 24/54. Cái xong rồi đi mall 4 người chung thì ông này cũng nói là ổng nhóng mặt nhức đầu, sắp biên đủ chưa vậy, đi về đi anh nằm chút đi. Khi em nói thôi anh về trước đi, ông nói là em có lương tâm không, anh xách đồ cho em nãy giờ mà em để anh đi về có một mình thôi hả. Em cũng suy nghĩ tưởng thiệt, mặt cái xanh đẹp thế luôn, về tới khách sạn tự nhiên thấy vui trở lại liền, hạnh phúc ơi là hạnh phúc luôn. Cái rồi xong rồi ông dắt em vô phòng rồi cái chuyện gì tới nó tới luôn. Ông nói là phải tranh thủ lẹ lẹ lên chứ mẹ chị già là chết luôn. Tức là lén mẹ với chị đó. Lúc đó là tại vì mới tốt nghiệp ra trường và đang là trong thời gian như là bạn bạn ấy em cũng đang đi học đại học. Mẹ với chị thì muốn kìm lại nhưng mà
hai đứa thì chưa. Mà mẹ có biết là cũng lâu rồi, kiềm chế tại vì là không? Thời gian quen nhau cũng tương đối là lâu. Dạ. Đúng dạ. rồi, cũng 4 năm ha, dạ. 3 4 năm rồi. Ừ. Rồi đấy. Trong quá trình yêu thì có cái biến cố gì xảy ra không? Chia tay thì cả ngàn lần. Người mà chủ động chia tay nhiều hơn là Ni. Thì em cũng cũng lâu lâu cũng có. Có lần chia tay dài nhất cũng gần cả năm á. Lý do? Đôi hơi bạn bè mê chơi game rồi đi linh tinh chơi. Xong rồi đặt tập tành hút thuốc nữa. Hỏi em là thế hút thuốc ngầu không? Ngầu không thấy được không? Xong rồi em nói là không, dừng lại đi, không có chịu vậy nữa. Vẫn tiếp tục như vậy, cái bực mình cũng gọi điện thoại mét mẹ luôn. Em nói là mẹ ơi, con biết Jubin có nhiều tiền lắm, đi làm kiếm tiền. Ông này thì ông cấm em nói. Em đi nói hết luôn đó là còn chơi với bạn xấu nữa. Rồi anh này anh giận, nó nói là ai cho gọi mét như vậy. Từ nay là đừng có gặp nữa nha. Tức là gần cả năm không gặp nhau luôn. Mét mẹ của Bin. Tại sao một năm sau lại quay lại? Ai hình là người chủ động quay lại? Hình như là người chủ động là em. Chắc là anh này còn gì nữa. Thôi là em. Trong thời gian đó là Ni cũng có quen một người khác. Và em cũng có quen một số bạn gái khác. Nhưng mà thấy không có hợp. Và cũng không thấy tình cảm như là hồi quen Ni. Giờ muốn quay lại thì gia đình anh phải đi qua gặp, nói chuyện với ba mẹ để mình tiến tới hôn nhân, mình cưới luôn. Chứ mình quen cũng lâu rồi, cái anh này cũng nghe lời. Thì bao lâu thì cưới? Gia đình nhà chồng qua nói xin phép nhà em cưới. Thì nhà em mới nói là thôi một năm nữa rồi hẳn cưới. Thì cái dính bầu mới tiêu. Thì qua nói cái 2-3 ngày sau cưới luôn. Thôi đó là trời, còn có một tháng à. Nhà ba mẹ em khóc quá trời luôn. Em nói trời ơi con gái ngứa gì vậy, mất mặt quá đi trời. Nhà em người Huế nữa nên nghe cái đó là mẹ em té ngửa luôn. Ba em viết tâm thư cho em tùm lum hết trơn. Em nói là ba mẹ làm cái gì vậy, bên kia vui quá trời mà tối còn rủ em đi ăn đêm, ăn bồi bổ sức khỏe mà tự nhiên về đây khóc gì thế ghê vậy. Tụi em cũng đã quen nhau một cái quá trình nó dài như vậy và có một cái kết cũng viên mãn. Tật xấu của anh Bin này nhiều không Linh Ni? Chồng em là không có lãng mạn. Nhiều khi có bữa em đang sấy tóc, ông lại ông giật cái máy sấy, ông sấy cho em, trời em cảm động, chắc là chuẩn bị nói yêu em rồi. Cái nhìn em âu yếm nói anh nhớ mấy con chó của anh ghê rồi đó, anh cũng sấy tóc cho nó như vậy. Rồi thật xấu gì nữa? Với lại là em hay chọc ảnh là yếu đuối á, về xỉn lên cái là hả vồ vập vô em giống như là anh là con sư tử đực nè, anh tới với em đây. Rồi ông bay tới ông xé đồ xé đèn tùm lum hết trơn á. Em cũng đang chống cự quá trời nhưng mà hạnh phúc quá, cái quay ra ông ngủ mất tiêu, lần nào ông dậy hết trơn, không có làm gì hết. Sao ông chơi kiểu kỳ ông làm hổ xong rồi kiệt sức đây lo vồ quá đó rồi xé đồ mất hết sức rồi quay lại ông già sao ông mất tiêu. Cái lần sau em rút kinh nghiệm, chồng em bắt đầu vồ vập vô, khi em nói em không chống cự thì chồng em mất sức quá, quay ra cũng ngủ tiếp. Bây giờ còn vồ vập nữa không, kiểu đó không? Nó duy trì tới giờ luôn á. Mỗi lần say lên thì em thường là như vậy. Tỉnh có bao giờ anh hóa thân thành cọp thành sư tử được không? Dạ không, yếu đuối, vẫn yếu đuối cái style đó vậy luôn. Trong cái chuyện nó cũng vậy, cái giờ em làm cái gì ông cứ như con gái vậy đó, ổng là dây nữ mà ông cứ quay mặt ra ông mắc cỡ ông cười ảo nghẽn như em nói thích nhưng mà xong em dê dữ vậy, sao dê dữ vậy đi, ghê quá đi. Là tới bây giờ là sống với nhau 8-9 năm rồi mà vẫn còn e thẹn. Dạ, trong cái vụ rồi. Đó đúng không? Ảnh hiện thùng em không có quen được, còn nó hơi ngại quay mặt vô cái là trời ngại quá, sao em làm vậy ngại quá. Rồi có hay giận hờn vu vơ gì không? Trời ơi, như con gái hay giận lắm á, mỗi lần mà gọi cho em mà không bắt máy cái là em làm cái gì vậy, em hết yêu anh rồi phải không? Ngồi ăn cơm ngồi nói với em là hôm nay có gì vui không, em kể cho anh nghe với. Cái em nói là hôm nay không có gì đặc biệt hết á, em ơi nhưng mà em có yêu anh không? Trời hỏi cái câu đó thôi mà cái đầu mâm cơm tới cuối mâm cơm chắc 15 lần luôn á. Em nói không có trả lời nó mệt quá, cái đứng lên uống nước cái nè, em có yêu anh không vậy? Em lầy anh không? Lầy dễ sợ lầy. Em theo anh thấy đó là cái cử chỉ lãng mạn đó em. Em ghét không trả lời nữa thì lại giận quay ra nó biết ngay mà. Giờ lấy ta về rồi cứ vậy phải không, đâu có thèm. Giờ lấy tôi về nữa. Con gái qua bẻ nghị xong rồi là bỏ tôi bên đường. Em thích nghe ngọt lắm nhưng mà ông này không bao giờ nghe ngọt hết trơn á. Nói cho cái câu mà ngọt ngào nhất em nói với vợ em đó là câu gì? Em nói là anh yêu em thôi chứ cũng... Anh cũng yêu em. Em phải nói trước sao mà anh cũng yêu em thôi. Tới Bin đó, Ni có tật xấu gì không? Dạ quá nhiều ạ. Nó chọn lọc ra hơi khó. Nhưng mà như là Ni thì từ nhỏ đến lớn đều không có làm việc nội trợ hoặc là nấu nướng. Nên về những cái việc đó hơi tới bây giờ cũng vẫn chưa được tốt lắm. Vẫn còn vụng về xíu. Vụng về nhiều. Nhiều luôn á. Ủi một cái áo cho con.
mà mất 2 tiếng đồng hồ. Em có lâu lâu cũng có than là hôm nay anh làm việc mệt quá, anh làm căng thẳng quá. Thì Ni cũng than ngược lại, nói là em cũng ở nhà mệt lắm, làm việc nhà, giặt đồ, ủi đồ, nấu cơm. Em cũng nghĩ là những cái công việc ở nhà cũng sẽ rất là mệt đối với người phụ nữ mà làm nội trợ. Đêm về thì thấy Ni nói là bây giờ em phải ủi đồ. Thấy một tiếng sau, thấy Ni vẫn ủi một cái áo. Xong rồi một tiếng sau đó nữa em qua lại thì vẫn ui cái áo đó. Không phải là áo của người lớn nữa, áo đứa con trai ngày hôm sau đi học. Có rồi là xấu gì nữa và... Có hay chọc ghẹo chồng không? Mỗi lần giận lên hay là có việc gì đó thì thường là nói với em. Thì em nói là em không thích như vậy nhưng mà vẫn nói. Vậy đó hả? Dạ không, không phải đâu anh Nguyễn Kỳ á. Ông kêu em là ê đi heo, đi heo. Cái em đâu có giận đâu, em mới kêu lại vô bên chó. Cái tự nhiên giận em nó sao chồng mày kêu vô chó vậy mày. Cái vậy là giận á. Nói em là BD. Nói em là giống như con gái mới lớn. Dạ giống con gái mới lớn quá trời. Chuyện phòng the thì lúc nào cũng núp gần bên, chú vô góc cho em mắc cỡ quá, ngại quá. Còn á hả, về nhà cái bình nước bự 20 lít vậy nè, em nói là thôi để em khiêng cho, không sao đâu. Em khiêng, vậy em cũng để cho em khiêng thiệt. Khiêng xong rồi nói, ôi tập yoga khỏe dữ ha. Bữa sau em khiêng luôn nha Ni. Chịu nổi không chị? Thì em định khiêng rồi, mà Ni nói là thôi để em khiêng cho. Thì thôi để, thì nghĩ là khiêng được mới mình dành, dạ. Nên em mới để. Em dành giả bộ thôi chứ bộ em đâu có dành thiệt đâu. Anh thiệt tình đó em. Bin có biết cái câu mà con gái nói có là không, con gái nói không là có không? Dạ dạ con biết con bài nghe. Đó không? Dạ dạ biết rồi. Đó, vậy là Ni xài cái chiêu đó đó. Không mà em không có hiểu được ý. Chán lắm, cứ nói em là em muốn gì em nói đại ra đi chứ anh đâu phải thánh đâu mà anh đoán em mà được hay không, nói đại đi. Còn em không nói em thiệt thòi đáng chịu nha. Thì Ni muốn gì thì em đều đáp ứng. Nếu mà không nói thì em không có biết được. Thì mỗi lần như vậy đó là em có khó chịu không Ni? Riết em quen rồi em thấy kệ BD chút xíu cũng sao, dễ thương. Dạo này điệu lắm, hồi trước thì không có nhưng mà tự nhiên là sao điệu quá trời luôn. Nhưng mà sao dạo này lại điệu là sao? Đúng rồi, em cũng muốn hỏi chồng em sao dạo này điệu quá trời luôn. Chăm chỉ tập gym nha, xong rồi quần áo còn phải la em á là anh đi mà sao em phối cái này với cái này với anh gì vậy? Là đồ của Bin là em phối à? Hồi trước là đi công tác là do em phối, em tự lựa xong rồi lựa cái ông gọi điện thoại vô đó là trời đất ơi, sao em đưa cho anh mặc cái màu này với cái màu này nhìn nó giống như là con nhộng vậy, ghê quá vậy. Cái lần sau em ghét quá, em bỏ đồ thiếu luôn. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn Bin thay đổi điều gì? Dạ, em muốn chồng em lãng mạn hơn một chút nữa với lại chủ động hơn trong cái chuyện đó một chút. Chứ đừng có yếu đuối như con thỏ, nó đúng là con sư tử đực giùm cái. Đừng có thể hiện được có 15 phút cái nghỉ đi ngủ. Coi như là làm sư tử đực trong lúc tỉnh, đừng có làm sư tử trong lúc say. Đúng rồi đấy chị. Ngủ không à? Đó. Rồi còn Bin, Bin mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em nghĩ là Ni là rất là tốt trong quan hệ vợ với chồng. Rồi anh em thì mong muốn là nếu mà Ni thay đổi thì mong mà Ni chăm chút cho hai đứa con nhiều quan hơn. Tâm, quan tâm, quan tâm với hai đứa con nhiều hơn. Ừ. Ủa sao vậy? Sao vậy? Thường là những bà mẹ là khi mà có con rồi là hay bỏ bê chồng lắm á, lo cho con không à? Ni thì chăm chút cho chồng nhiều hơn là con. Em thích lo cho chồng, chăm chồng hơn. Con thì từ từ thì nó cũng lớn thôi chứ chồng là cái người dính với em lâu nhất. Nhưng mà hai đứa nhỏ thì hiện giờ là ai là cái người chăm sóc cho mẹ? Dạ mẹ của em. Vậy là coi như là tâm lý là y vô bà ngoại. Chắc dạ, bà ngoại năm nay nhiêu? Dạ 50. Chồng em thì không có muốn tại vì phiền là mẹ nó là muốn biết gì, là muốn chăm hai đứa con là rất là cực. Nhưng mà em có chăm chút cho hai đứa nhỏ không? Công việc của em là kinh doanh nên em cũng thường xuyên đi xa, thường xuyên về trễ. Nên cái thời gian mà em gặp được con nó không có được nhiều. Coi như là mỗi người trong cuộc sống có một quan điểm khác nhau á Bin. Chỉ ngoại trừ khi nào mà bà ngoại á mà gào lên là bà ngoại nói là tao không đủ sức để mà tao chăm hai đứa nhỏ nữa thì lúc đó mình sẽ tính tiếp. Em nên hoàn toàn là không phải lo gì. Ngoài cái chuyện là bà ngoại cực ra thì cái điều lớn hơn như vậy là bà ngoại đất đang rất là hạnh phúc. Tại vì cái tuổi 50 á là cái tuổi mà khi cái đứa con của mình nó lớn rồi, nó vụt khỏi vòng tay của mình, nó không cần đến mình nữa. Thì cái đứa cháu đó là cái đứa mà nó lấp cái khoảng trống cho những đứa con. Đó, theo chị là như vậy. Ni có một cái nhu cầu là lúc nào mình cũng muốn chăm sóc cho chồng của mình, cho cái người đồng hành đến suốt cuộc đời của mình. Thì cái đó lại là một cái tư tưởng theo chị á là tích cực chứ không phải là tiêu cực đâu. Bởi vì những người phụ nữ Việt Nam á là thường có vậy nè. Sanh ra rồi, sanh đứa con ra rồi là toàn bộ là dồn hết cho con, quên đi bản thân, quên đi cái người đồng hành bên cạnh mình là người chồng. Và có rất nhiều những ông chồng cảm thấy mặc cảm, thấy tự ti và rất buồn về cái chuyện đó.
Đó, thành ra là bây giờ em đang được hưởng, em đang được hưởng đó. Thì em cứ hưởng đi. Em tốt luôn. Em cứ hưởng đi, em đừng có băn khoăn gì cả. Tuy nhiên, ngoài cái việc mà thương chồng ra thì mình cũng phải nghĩ tới mẹ mình. Mình phải thương mẹ nữa. Rồi, xin chúc em luôn hạnh phúc như thế này. Rồi. Xin cảm ơn.